Như hình nó tao thấy là cái bông này là bông mai mai vàng ha, mai vàng ghép giống này giống giảo bánh tre, giảo bánh tre này là nó 12 cánh. Bông thì nó không có to bằng giảo của Thủ Đức, nhưng mà cái đặc biệt cái giống này á, người ta gọi là giống Phú Tân ha, giảo Phú Tân ha. Thì cái giống này á, thì nó kháng bệnh rất là tốt. Cái cây mình trồng cái cây này thì cũng không có chăm sóc lắm, ở vườn mình thì mình chăm sóc, mà đem lên Sài Gòn này đem chơi á, mình cũng đi làm tối ngày mình không có chăm sóc mà nó vẫn ra hoa, nó vẫn xanh tốt ha, nó kháng bệnh, ít bệnh lắm. Đây thì nó mình ra đây, ở đây là nó đã nở rồi nè ha. Thì cái cây này nó nở rất là nhiều á, đây mình học ít cái chăm sóc, không có phân gì hết á. Thì đây một cái nụ nhỏ như thế này nè ha, nếu mà mình chăm sóc tốt á, cái nụ nó sẽ là to, một cái nụ này nó sẽ nở thành hai ba cái nụ màu xanh này nè ha, màu xanh này tướng với một cái bông, màu xanh tướng với một cái bông. Thì chúng ta bón phân, và giờ mình ta không có bón phân nữa, thì giờ nếu mà giờ chúng ta bỏ bón phân á là cái mai nó sẽ nở hoa ngay lập tức ha. Thì chúng ta cắt phân á thì khoảng 1 tháng trước Tết á, chúng ta không có bón phân nữa. Đây đây là giống giảo bánh tre ha, giảo bánh tre này bông rất là nhiều, rất là siêu bông ha, siêu bông đấy. Còn đây quanh đây giống này là giống này á, giống này là đây, con này bông rất là đặc ha. Đây một cái, đây là một cái này nè, rất là nhiều bông ha, đấy bông đặc luôn á, những cái mắt nó rất là thích ha, những cái mắt này rất là thích. Đây là giống này, giống giảo Tân Châu ha, giảo Tân Châu này cũng 12 cánh, bông rất là đạt. Đấy, người ta có số người mình gọi đây là cúc mai ha, bông nó rất bông, nó nhiều như hoa cúc vậy đó. Có người gọi là thọ ha, thọ mai ha, bông hoa thọ vậy đó. Cái giống nè, thọ mai, cây này của mình là không chăm sóc nhiều lắm, cũng như là tối ngày nó vẫn ra bông. Những cái giống này rất là mạnh nè, thọ mai là đặc biệt cái lá đó, khi mà lá mới nó ra màu đỏ nè, giống như mai Bình Định vậy, ra đỏ đỏ thẫm luôn. Còn bánh tre nè, Phú Tân nè, cái lá ra mới là cái lá nó xanh ha, xanh xanh ha, đấy nó rất là to này, nó kháng bệnh rất là khỏe. Và chia sẻ với anh em á, đây mình sẽ có dịp mình sẽ quay nhiều nhiều giống khác ha, cho anh em tham khảo về chơi nha. Đây giống này thì cái cạnh nó rất là nhạt ha, nắp cái bông hoa, cái nắp cái nụ hoa rất là thích. Đấy, bông bông của nó thì mà rất là nhiều cánh ha, 30-35 cánh này, bông là bông 35 cánh, còn bông này bông là 12 cánh. Để nó khi nó nở mình sẽ chụp cho ha, mình quay phim cho anh em coi. Rồi đăng ký kênh của mình á, để mình có động lực làm nhiều video tiếp theo á, video về bonsai cây cảnh. Xin chào anh em, chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ ha.